khán giả quay trở lại với chương trình Talk Show Trò Chuyện Cùng Trúc Diễm. Hôm nay Trúc Diễm có một cặp khách mời hết sức đặc biệt là những người đi đầu cho dòng nhạc New Wave những năm thập niên 90. Xin giới thiệu nữ ca sĩ Linda Trang Đài và nam ca sĩ Tommy Ngô. Linda xin chào Trúc Diễm. Hi em. Dạ, yeah, hi xin kính chào tất cả quý khán giả của Đài Việt Face. Tham xin chào quý vị. Dạ vâng, ngày hôm nay thì Trúc Diễm và Đài Việt Face TV rất cảm ơn anh chị dù rất bận rộn vẫn dành thời gian đến tham dự chương trình. Và chúng ta sẽ, ngày hôm nay Trúc Diễm có chuẩn bị một cái game hết sức là đặc biệt với tiêu đề là How Well Do You Know Me? Và trước nhất thì Trúc Diễm xin đưa cho anh chị mỗi người một tấm bảng. Ok. Dạ. Cái này là để trả lời để hoặc là để dùng bằng việc khác. Vâng, và xin mời anh chị ngồi vào chỗ ngồi của mình. Okay. Hơi lạ đúng không? Hơi lạ đúng không ạ? Dạ, xin mời anh chị ngồi. Vâng, và bây giờ thì Trúc Diễm sẽ nói sơ qua với chị Linda và anh Tommy cùng với khán giả về cái thể lệ của cái game của mình, đó chính là How Well Do You Know Me. Thì chúng ta sẽ có 10 câu hỏi, và sau khi Trúc Diễm mà hỏi xong cái câu đó thì chúng ta có 3 giây để trả lời. Nó sẽ có những câu hỏi là mình sẽ phản ứng mà chúng ta sẽ dùng bảng để đưa lên, và sẽ có những cái câu hỏi là chúng ta sẽ trả lời. Mà phải trả lời thiệt là nhanh, tại vì tụi mình chỉ có 3 giây cho sau mỗi câu hỏi thôi. Và cái nếu như câu trả lời của hai anh chị không trùng nhau thì có quyền phản biện. Vâng, anh... cái này nguy hiểm. Nguy hiểm quá. Để coi tối nay về có bị bà xã la không. Yeah, cái này chắc ngủ nhà kho rồi. Ngủ nhà kho. Ok, bây giờ anh chị sẵn sàng chưa ạ? Ok, vô. Ok, chuẩn bị. Rồi, Trúc Diễm sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Chưa hỏi. Ok, Trúc Diễm hỏi câu hỏi đầu tiên nha. Ai là người tỏ tình đầu tiên? Nhanh quá. Anh Tommy, ok. Đây, Tommy là người đầu tiên, đúng rồi, ok. Ồ, như vậy mình giữ điểm phải không? Đúng rồi, anh Tommy có điểm. Tại vì anh tỏ tình đầu tiên. Ok, câu thứ hai. Nụ hôn đầu tiên của anh chị là ở đâu? Ồ, đây. Biết. Trả lời đi. Hồng Kông. Đúng không chị? Bên Hồng Kông. Hồng Kông, ok, đúng. Hai điểm ra nha. Lúc Linda quay mấy cái cuốn Linda in Hồng Kông. Ok, tí nữa em sẽ hỏi thêm trong cái phần mà trò chuyện. Yeah. Okay. Câu hỏi thứ ba đó chính là ở nhà ai là người khó tính hơn? Giơ tay. Ai là người khó tính hơn? Bên kia. Bên kia. Không ai đồng ý là người khó tính. Đây không? Khó đều. Khó đều, ok. Sao thì chỉ qua đây. Vâng. Và câu hỏi thứ tư. Ai là người mất nhiều thời gian chuẩn bị nhất mỗi khi ra đường? No, giơ bảng lên, giơ bảng lên. Ai? Không có ai hết. Linda, bảo đảm là Linda. Không có ai hết. Không có ai. No. Linda đánh giống đàn ông lắm. Vậy đó hả? Ok, cái này để anh phản biệt đúng không anh? Không đúng. Không biết sao. Không có đúng hả? Không đúng. Tommy nói không đúng kìa chị. Tại vì Linda là ngồi đó vuốt tóc cả ngày á. Vuốt tóc cả ngày. Ok, quý vị ngồi đó vuốt tóc. Không phải. Tommy không hiểu ý gì em nói, là như là ai là người sửa soạn lâu á, phải không? Đúng rồi, mất thời gian khi ra đường đó. Tại vì em ngồi đây em vuốt tóc chứ em không có chỉnh điện. Linda không có sửa soạn mà Linda dọn nhà. Ok, nhà cửa, okay, cái này về tí nữa là hai người phải hỏi lại nhau nghe chưa. Rồi, đây là câu thứ năm ạ. Có bao giờ anh chị vì quá bận mà quên mất sinh nhật của nửa kia không? Không. Kìa, bên kia có kìa. Bên kia có kìa. Vậy đó hả? Chết rồi, vậy là quên ghi sổ rồi chị ơi. Yeah, nhờ bạn bè text lại chết.
chết rồi. Chết mộ. Cái đó là không biết, là nhờ bạn nhắc cho nên nhắc. Thì mình đâu có biết chuyện đằng sau lưng, mình chỉ biết là nhớ. Vậy là hôm nay là bỏ nhờ... qua đi, bỏ qua câu đi. Hôm nay là vậy là nhờ Trúc Diễm và nhờ chương trình của Vietspace cho nên chúng ta vừa biết được một cái bí mật đã bị bật mí và chị Linda cũng được biết. Câu hỏi tiếp theo đó chính là dành cho cả hai người nha, hãy trả lời, đó là món ăn yêu thích của nửa kia là gì? Trả lời trước, chị Linda trả lời, anh Tommy trả lời trước. Bánh bèo. Bánh bèo, đúng không? Đúng rồi, đồ Huế đó. Rồi, chị trả lời coi ảnh thích món gì? Phở. Đúng không anh? Đúng. Chính xác. Đúng. Rồi, ok. Mà chỉ có phở của Linda thôi. Phở Linda, ok. Ừ. Ngoài bánh mì Linda ra còn có phở của Linda. Chỉ có phở Linda nấu thôi, mới chịu ăn đó. Yeah. Vâng. vậy mới là một ông xã rất là dễ thương đúng không chị? Rồi. Bây giờ trả lời câu kế tiếp, đó chính là hãy nêu ra điểm mà bạn yêu thích nhất về người ấy. Chị Linda giơ trước, cho chị Linda trả lời không, trước. Linda giơ trước hả? Dạ, đúng rồi. Điểm mà yêu thích nhất hả? Rồi, một điểm yêu thích nhất. Thật thà tự nhiên. Thật thà tự nhiên là hai điểm, nhưng mà ok, tính một điểm. Ok. Thật thà. Coi như là thật thà. Thật thà, rồi. Anh ơi, anh thích gì về chị nào? Tommy thấy là Linda lúc nào là cũng lo về gia đình nữa. Là một người phụ nữ rất có trách nhiệm với gia đình. Yeah. Rất là tốt. Yeah, thank you. Vâng, vậy là hai người rất là đồng tâm hiệp lực rồi. Yeah. Vâng, và câu hỏi đúng rồi, đó chính là lý do vì sao mà chương trình muốn mời anh chị đến để chia sẻ thêm về cái mối quan hệ, cái cuộc hôn nhân của anh chị. Và tí nữa thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cái đó khi mà chúng ta quay qua cái phần gọi là chia sẻ. Và câu hỏi tiếp theo của chúng ta chính là điều gì mà nửa kia sợ nhất? Tommy hả? Tommy sợ nhất là... Chẳng sợ gì hết đó. Không. Sợ trễ thôi. Sợ nhất sợ là trễ Linda giờ. Hay đi trễ. Là sợ chị Linda. Sợ Linda hay đi trễ đó. Rồi còn chị Linda sợ gì anh ơi? Linda sợ rắn. Phobia luôn á. Em với chị giống nhau. Phobic rắn luôn. Cái như là coi TV cũng không được nữa. Coi TV là coi như là ngủ không được luôn á, sợ lắm. Câu hỏi kế tiếp sẽ rất là vui nè, đó chính là nếu được chọn một năng lực siêu nhiên, anh chị sẽ chọn gì? So, ai nói trước đây, Tom? Tao nhường cho mày á, mày. Nếu mà Linda hả, thì Linda sẽ làm được bay. Được bay, yeah. Được bay đó, tại vì mình bay trên cao thì nhìn xuống mình mới giúp được mọi người. Hoặc là mình đỡ tốn tiền vé máy bay mỗi lần mình đi show. Yes. Yeah. Còn anh thì sao anh? Tommy sẽ chọn tạo ra được tiền, tại vì cô này cổ shopping dữ quá. Tạo ra được tiền. Wow, cô này cổ xài tiền như là uống nước. Ủa vậy là điều tốt mà. Tại vì nhiều là ủng hộ kinh tế đó. Dạ, đúng rồi, có nghĩa là mình vừa ủng hộ kinh tế nè. Để cho bao nhiêu người được việc làm. Đúng rồi. Nghe, không có phê cái hai con này hai người phụ nữ. Hai con này chắc mê shopping quá nè. Ok, và câu hỏi cuối cùng rồi anh chị ạ. Đó chính là nếu được quay ngược lại thời gian, anh chị sẽ thay đổi điều gì? Anh muốn trả lời trước. Anh nói trước đưa lên. Yes. Dạ, ok, mời anh Tommy. Nếu mà trở lại ngược lại thì Tommy sẽ muốn có con sớm hơn. Dạ, mà cũng muốn thêm con nữa, 10 đứa. So cái lý do mà anh muốn có con sớm hơn là bởi vì anh muốn có thêm thời gian cho chị nghỉ ngơi rồi sau đó đẻ tiếp, đúng không anh? Đúng rồi em. Bây giờ hay có quá, con trẻ quá, quá thì là chị không có kịp hồi sức rồi bắt chị đẻ nữa thì chị không chịu. Theo Linda thấy cái đó là cái duyên số à. Cho nên là sớm muộn gì cũng vậy thôi. Một đứa là một đứa, hai đứa là hai đứa. Nhưng mà Linda thì nó không thích có con nhiều. Dạ. Yeah. Nhưng mà tao thích có con nhiều thì... Hai anh chị mày thích thì kệ mày. Hai anh chị adopt em đi. Em sẽ diễn tả là một em bé. Vâng, vậy còn chị Linda thì sao nếu chị được quay ngược lại thời gian? Nếu mà Linda được quay lại thời gian á, thì Linda sẽ làm nhìn lại những điều gì
sơ sót thì Linda phải chỉnh lại hết. Ví dụ một điều thôi. Giống như cái lúc mà em hụt cái Hermes purse đó, phải không? Mình không ai đó, không? Đúng không? Em chở ngược lại cái đó để em mua. Mua cho được cái túi đó. Chẳng hạn như nếu mà Linda được trở lại lúc 20 tuổi đi ví dụ, dạ, thì Linda sẽ điều thứ nhất là giống như mình sẽ chiều cha mẹ hơn, như là không có it's never too late, hay là you know, như là có thể làm cha mẹ mình vui hơn nữa. Dạ, it's dạ, never too late. Hoặc là em bạn bè xung quanh làm cho mọi người vui hơn nữa. Dạ, đó làm và cho chồng giờ vui hơn nữa. Và không bao giờ làm cho ai buồn. Đó là cái điều mà Linda muốn. Oh, đó là một cái điều hết sức ngọt ngào và dễ thương. Yeah. Vâng, em cảm ơn cái phần chia sẻ rất là dễ thương của anh chị, cũng giống như là em tin rằng là quý vị khán giả sẽ cảm thấy gần gũi hơn sau khi xem cái phần game nhỏ này. Và em nghĩ là đó cũng là một cách hay để chúng ta khởi động nhẹ trước, yes, khi chúng ta vào một cái phần chia sẻ sâu sắc hơn. Và Trúc Diễm và chị Linda Trang Đài cũng như anh Tommy Ngô sẽ quay trở lại sau vài phút quảng cáo. Vâng, chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với Talk Show Trò Chuyện Cùng Trúc Diễm. Và bây giờ chúng ta sẽ thật sự nói chuyện cùng nhau. Và hôm nay Trúc Diễm thấy hai anh chị sau cái phần game đó thì Trúc Diễm cảm thấy hai người thật sự rất là dễ thương. Thì dĩ nhiên khán giả ai cũng biết là hai anh chị là một cặp đôi từ hồi xưa tới giờ rồi. Nhưng mà riêng Trúc Diễm cực kỳ ngưỡng mộ chị Linda. Chị Linda ơi, cho em xin bí quyết chị ơi. Làm sao mà hồi xưa cua được một anh trai trẻ vừa đẹp trai chị ơi? Sự thật Linda cũng có bí quyết gì nữa. Nhưng mà Linda chỉ biết là lúc nào cũng thật. Thật. Như là tự nhiên. Dạ. Yeah. Nên nghĩ chắc tự nhiên rồi. Tự nhiên. Với lại chắc cái duyên. Dạ. Yeah. Với cái duyên nữa. Như là tự nhiên rồi. Cái duyên là cái mà Linda rất là tin. Như là duyên, cặp nào cũng có một cái duyên. Dạ. Yeah. Duyên nợ. Yeah. Cái câu này là riêng cho nữ nha, chứ Tommy là chữ vua nha. Cái này gọi là chị Linda đang sử dụng định luật của sự hấp dẫn. À? Là sử dụng sự tự nhiên và sự hấp dẫn của bản thân để cuốn hút anh Tommy. Đúng không chị? Tại vì Linda cũng không bao giờ làm gì á. Mình đã biết Linda chỉ quen rồi. Giống như là Linda cũng ở đây từ lớn lên ở hải ngoại đó, cho nên cái tánh tự nhiên nó cũng chắc cũng từ giống như là Mỹ con. Dạ, dạ. Cho nên là theo Diễm biết mà người ngoại quốc người ta cũng rất là tự nhiên. Dạ, em thì hiểu. Linda nghĩ chắc nếu mà với lại tùy nha, nếu mà anh chàng trai trẻ đẹp nào mà thích tự nhiên thì sẽ để ý đến. Dạ, dạ, sao em xin phép được hỏi anh trai trẻ đẹp bên kia là anh có thích tự nhiên không? Hay anh thấy cái gì khác nữa? Quá mê mà tự nhiên, phải có tự đó, nhiên chứ. Phải có tự nhiên, yeah. Nhưng mà tự nhiên kiểu gì mà tự nhiên làm trái tim của anh lại rung động như vậy? Tự nhiên cái bụt cái... giống như có sét đánh không anh? Cái tự nhiên là phải cái tánh vui mà làm cho Tommy cười. À. Yeah, cái đó là một cái hay. Nghĩa là bí quyết là hãy làm cho người ấy cười. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì em muốn biết là không biết thì qua bao cái thời gian mà mình có một cái sự nghiệp âm nhạc cũng rất là dài. Và ở cái thời điểm hiện tại thì âm nhạc có phải là điều quan trọng nhất đối với anh chị không? Linh đang nghĩ là chắc chắn âm nhạc là điều quan trọng nhất, là bởi vậy mới được đến ngày hôm nay. Dạ. Yeah. Tại vì phần đông trong suốt phải nói là mấy chục năm qua, yeah, thì Linda với Tommy cũng như Tommy là đi diễn, yeah, đi hát, yeah, và cái nghệ thuật nó chắc là nó như là cái máu ở trong người. Dạ, yeah, đúng. Yeah, cho nên là chắc chắn là ca hát. Chị chia sẻ thêm về cái kỷ niệm mà lần đầu đi hát của mình để cho em cũng như khán giả cũng được biết thêm. Linda thì hát lâu hơn Tommy thì chắc, yeah, Linda có nhiều kỷ niệm. Vâng. Chắc để Linda xin nói trước. Tức, dạ, là cái kỷ niệm mà không bao giờ quên, dạ, lúc đầu đi hát á, dạ, mà Linda cũng không bao giờ nghĩ là Linda sẽ thành một ca sĩ chuyên nghiệp, chỉ là nghĩ là đi hát cho vui thôi. Nhưng mà không ngờ là qua biết bao nhiêu sóng gió
thì rất là may mắn đã cái kỷ niệm mà đẹp nhất là lần đầu tiên mà lúc đó Lena còn đi học high school, vẫn trong trường high school, năm đó là năm mà lớp 12 là sắp graduate đó, mà Linda nhớ là lần đầu tiên quay cho trung tâm Thúy Nga Paris by Night, mà lúc đó là quay ở bên Pháp. Wow. Chưa có quay bên Mỹ, mà cho nên lúc đó đó là gần cái ngày graduation, mà cái mơ ước của Linda đó là được được đổi cái mũ của high school mà để đi xuống lấy được cái bằng á, lấy cái graduation đó. Cái mơ ước của Linda là được làm như vậy, rất là khó cho Linda, không có đi dự cái buổi tiệc nhưng mà vẫn được cái bằng gửi về nhà. Thì chắc chắn là chỉ cái không được cái mơ, cái niềm mơ ước mà bước đi lên để lãnh cái bằng thôi. Instead thì cái bằng lại gửi về nhà. Nhưng mà cuối cùng thì nếu như mà khi mà chị đi qua bên tới Paris rồi thì chị lúc đó chị cảm thấy như thế nào khi biểu diễn cho? Mà lúc đó đi qua Paris á, cái lòng vừa rất là hăng say mà cũng vừa sợ, tại vì cũng không biết nó ra làm sao. Mà cái thời đó đó đi quay nó cũng cực lắm chứ nó không có như bây giờ. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em yêu xuân. Khi qua quay cho Thúy Nga xong á thì Linda thấy rất là vui, tại vì giờ là Linda thấy là người Việt Nam mình làm một chương trình rất là phong phú và vĩ đại trong cái thời đó. Mà được mọi người xem, không phải là ở hải ngoại không, nhưng mà ở trong nước cũng được xem. Và người ta rất là, theo Linda được biết là tất cả trên thế giới người Việt Nam mình rất đều là xem, yêu mến chương trình rồi, ca nhạc của Paris by Night Thúy Nga. Cho nên em cũng Linda rất là hãnh diện. Dạ đúng đó, cho nên là, nhưng mà rồi cái việc mà ra trường graduate high school đó, thì sau đó đó sau này cô cháu Linda graduate đó thì thất cười, Linda phải kể là tại vì lúc nào cũng thích hết á, mỗi lần xem là thích graduation, Linda rất là thích. Thì cô cháu đi graduation của cô cháu của Linda, thì lúc về đó thì cũng ở trong nhà với em trai Linda, thì cháu Linda thì thấy nó để cái bộ đồ đó ở trong phòng đó, thì Linda mới đi vào, nó nói can I borrow, cho Linda mượn cái bộ đồ này được không? Tội nghiệp chưa? Tội nghiệp. Lúc mà Linda đi hát á, thì Linda phải trốn bố mẹ, tại vì cái điều mà học hành là rất là quan trọng với gia đình Linda, cho nên là Linda giống là cũng thích, như là mơ ước từ lâu là mặc cái bộ đồ đi lấy lãnh cái bằng graduation để cho bố mẹ được vui. Và Linda hứa là Linda đi hát nhưng mà Linda sẽ không bao giờ bỏ học. Cho nên những cái đó nó rất là quan trọng với Linda. Em hiểu. Mà nó rất là cái câu chuyện đi hát, Linda nghĩ chắc anh chị em nghệ sĩ nào cũng có một kỷ niệm, một kỷ niệm rất là đặc biệt. Không mà biết anh Tommy thì sao? Câu chuyện của Linda. Không biết anh Tommy thì cái kỷ niệm lần đầu đi hát của anh thì như thế nào? Cái mà Tommy nhớ là cái chương trình bên Las Vegas của Paris by Night là cái chương trình đầu tiên á, mình hát cái bài là hát chung Greece, với Linda. Greece. Là cái này Linda không bao giờ quên nha, tại vì lúc đó mới bắt đầu yêu mà. Lúc mà đi hát cái chương trình đó là đã bắt đầu rồi. Mới bắt đầu thôi. Mới bắt đầu là bén lửa lúc rồi. Đó là Linda đang cua Tommy đó. Đang cua Tommy. Ok, em tưởng là anh Tommy cua trước. Ok. Không, Tommy nói lộn cho nó lại đó. Em tưởng là định luật hấp dẫn chứ. Sự thật á, nó rất là hấp dẫn tại vì hai người đang mới. Dạ đúng, rất là mới cho nên là trình diễn trẻ rất là nữa, rất là tình tứ. Và cái cuốn đó là cái cuốn 37, Paris by Night 37 là cái bài Greece. Và cái bài hát đó nó là không bao giờ mà quên được. Và tất cả những quý khán giả xem ai cũng rất thích cái bài đó, là vì không, tôi đang nghĩ là không có một trung tâm nào mà dựng được một cái bài hát vĩ đại như vậy. Rất là hay, cho nên Linda cũng xin cảm ơn trung tâm Thúy Nga đã hết lòng mà lúc nào cũng vì nghệ thuật, yêu nghệ thuật, cho nên là những cái idea mà nghệ sĩ nói ra, nêu ra thì như chị Thủy
giám đốc của trung tâm thí nghiệm Charisma này, lúc nào chị cũng giống như là làm hết lòng để cho cái bài hát nó thật là phong phú và thật là vĩ đại và hay. Yeah, Tommy thấy là cái đó là cái lúc đầu tiên mà Tommy làm chung với Thúy Nga. Thì lúc mà cái idea của cái concept của cái bài Grease trong đầu Tommy, tại vì gia đình của Tommy rất là mê cái phim Grease đó, thì lúc đó thì Tommy trong đầu Tommy, ủa làm sao mà Thúy Nga họ sẽ trình bày cái bài này, how can they do it, mà nhất cái này là live. Thí dụ mà quay một cái behind the off MTV ấy, thì mình sắp xếp cái stage hoặc là cái set, còn cái này là live. Trong đầu của Tommy lúc đó là cái này rất là khó, làm sao mà Thúy Nga đó không tưởng tượng ra. Nhưng Thúy Nga lúc mà Tommy thấy cái sân khấu á, về cái xe, nó đem nguyên một chiếc xe của thời 50 lên trên sân khấu mà Thúy Nga sắp xếp, it was amazing. Lúc đó Tommy nói wow, this mà this cái bài đó đó Linda lựa bài hát mà cách rap nối đó, tại vì nó cái đó là một cái cuốn phim, nguyên một cái cuốn phim của Mỹ, của Hollywood, nguyên một cuốn phim mà Linda mình phải làm ráp nối, cắt bớt lại chứ mình đâu có làm dài như vậy được. Đúng thì Linda, nó là một cái medley, nghĩ là Linda đưa cái idea là làm bài này như đó, bài như đó. Nhưng mà không ngờ là Linda nghĩ là trời cái này rối quá không biết làm được. Nhưng mà không ngờ thì mình đưa ra ý kiến xong mình tự nghĩ là ý kiến của mình nó hơi rối luôn. Quá rối đi, không biết là sao có làm được không. Bây giờ không biết nói sao luôn. Nhưng mà rốt cuộc là trung tâm thí nghiệm như chị Thủy, anh Thi và cũng như Kim rất là đoàn kết và đã làm thành một cái bài y như Linda muốn. Quá tuyệt vời. Rất là vĩ đại. Vâng. Từ đèn, từ âm nhạc, từ everything. Đạo cụ, sân khấu. Từ người Vũ công. Amazing. Em chỉ nhớ là từ hồi nhỏ tới lớn, tại vì gia đình em luôn luôn nghe nhạc của trung tâm Thúy Nga. Thì giống như tất cả những cái cộng đồng người Việt khắp mọi nơi trên thế giới, thì Thúy Nga Paris by Night là coi như là một cái thương hiệu luôn. Khi mà nhắc đến Thúy Nga, mặc dù là cái đứa bạn của em nó là Mỹ con ở đây nó cũng biết. Có nghĩa là cái sức ảnh hưởng của Thúy Nga rất là lớn với cộng đồng người Việt, không chỉ tại Mỹ mà là cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nên Trúc Diễm nghĩ cái sự lựa chọn của chị lúc đó là một sự lựa chọn hết sức chính xác. Mặc dù đó là một cái gì đó rất là vương vấn trong lòng chị, dĩ nhiên nó rất là đặc biệt, nó là một cái cột mốc trong cuộc đời mình. Nhưng em tin rằng cái cột mốc mà chị có được đối với Thúy Nga, nó là bây giờ nó đã là một sự nghiệp của chị. Nó là cả một cuộc đời của chị và của anh nữa. Mà hình như đúng là cái duyên đó, là lý do hai anh chị gặp nhau luôn, đúng không? Với lại Linda cũng làm biết bao nhiêu là talk show, tại là hát mấy chục năm rồi, nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên mà Linda kể cái chuyện thật. Em rất là vui. Sự lựa chọn. Em không bao giờ tưởng tượng là một người phụ nữ thật cá tính và mạnh mẽ, Linda Trang Đài lại rưng rưng nước mắt. Em không tưởng tượng ra. Chị Linda không thấy nhiều lần rồi, tại vì mỗi lần mà cổ hụt một cái ví nào á đúng. Vậy là chị phải bớt lại rồi. Ông xã ghim. Nói cho vui vậy chứ Linda mua cũng cứ mua hả? Hi chiều vợ mà, đúng không chị? Hi chiều vợ không? Đúng rồi. Đây. Nói chứ Tommy là người rất là chiều. Kiếm đâu ra một anh vừa trẻ, vừa đẹp trai, vừa chiều vợ. Và cái câu hỏi cuối cùng của Trúc Diễm và chương trình muốn biết là mà cái mong muốn hiện tại và trong tương lai về cuộc sống của anh chị. Tommy nói trước hả? Tommy chị thì trước. Tommy chỉ mong là tới cái tuổi mà Tommy sẽ thấy được đứa cháu và chơi với cháu. Tommy là mong cái đó nhất. Tại vì anh thích nhiều con, nhiều cháu. Giờ không được nhiều con là phải chuẩn qua nhiều cháu. Chuẩn qua cháu. Về tạo pressure liền. Tạo pressure cho con thôi thì lúc nào cũng mê con nít. Còn chị thì sao? Mong muốn của chị thì sao? Linda hả? Thì mong muốn càng ngày sẽ càng được thành công hơn nữa. Để tại vì Linda luôn muốn giúp cho tất cả mọi người xung quanh. Người thân của mình chắc chắn là especially, nhất là người thân của mình và những người mình quen biết. Cho nên là Linda phải muốn lúc nào cũng phải cố gắng hơn để thành công hơn và có điều kiện để được giúp cho tất cả những người thân
những người mình yêu thương. Dạ, đó thật sự rất là ngọt ngào. Chị là một người hết sức ngọt ngào và hết sức caring. Yes. Và dĩ nhiên là chị phải thành công để mà còn mua được nhiều limited edition bag nữa. You know? Yes. Yes. Tại vì cuộc sống rất là ngắn ngủi. Dạ. Cho nên nó là Linda thấy là mình làm được, mình phải làm tất cả những gì mà mình muốn làm, cái gì mình cứ tự làm. Vâng. Mình phải làm, phải đạt được và phải làm được. Dạ vâng. Là đó là cái điều mà hạnh phúc. Ừ. Mà cái hạnh phúc Linda thấy là có thể nó làm cho mình trẻ lâu hơn. Vâng, vâng. Đúng không? Dạ vâng. Mà Linda thấy, bởi vậy Linda mới không có ngủ nhiều là tại vì sao? À. Mình sống có, cho là 100 năm đi. Dạ. Mà mình ngủ, nếu mà mình ngủ 50 năm rồi còn có 50 năm để hưởng à? Đúng rồi. Em bây giờ bắt hiểu được cái nguyên lý của chị Linda rồi. Quý vị khán giả thân mến, mọi người có thấy cái chia sẻ của chị Linda và anh Tommy hết sức chân tình và dễ thương không? Thì bây giờ là anh chị, khi mà Diễm nghe anh chị nói thì chúc Diễm tin rằng cái bí quyết để trẻ lâu đó chính là chúng ta ngủ ít lại, chúng ta đi shopping nhiều hơn. Em giỡn thôi. Chúng ta ăn nhiều hơn, và chúng ta hãy nhớ đến là mỗi lần mà chúng ta muốn ăn bánh mì á, thì phải đến với lại bánh mì Linda. Dạ. Em rất là cảm ơn anh chị ngày hôm nay đã dành cái thời gian đến đây có cái buổi chia sẻ rất là chân tình với khán giả của Talk Show Trò Chuyện Cùng Trúc Diễm. Và Trúc Diễm xin gửi lời chúc anh chị có nhiều sức khỏe, thật là thành công, bán được thật nhiều bánh mì để mà chúng ta có thể mua được những thứ chúng ta muốn và lo được cho những người mà chúng ta muốn lo. Đúng. Vâng, rồi. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều và cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và quý vị khán giả thân mến, đây cũng là kết thúc cho buổi trò chuyện của ngày hôm nay. Trúc Diễm hy vọng rằng sẽ gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.